sếp vừa chụp ảnh em mà sếp. Mà anh kia vừa chụp ảnh em mà. Dạ. Anh kia kìa. Được anh. Phường Khương Trung, Nguyễn Trãi. Chụp anh của giơ tay hai luôn. Ô nha, chào mọi người nha. Làm tờ vé số nhỉ. Cho con tờ vé số đi.